Vấn đề hút thuốc lá trong các tòa nhà diễn ra phổ biến, gây hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để giảm thiểu những tác hại trên, mỗi tòa nhà đều quy định khu vực hút thuốc riêng. Khu vực hút thuốc và đặt gạt tàn cần được duy trì vệ sinh thường xuyên là điều rất cần thiết. Dụng cụ, hóa chất chuyên dụng, mút mềm, khăn lau, xô nước, gáo nước, găng tay, túi rác. Quy trình làm sạch, mở nắp gạt tàn, đổ cát vào túi ni lông, tháo bỏ túi rác bên trong gạt tàn, nếu túi bẩn thì thay túi rác mới. Dùng hóa chất chuyên dụng và mút mềm đánh toàn bộ bên trong và bên ngoài gạt tàn, lau sạch hóa chất bằng khăn ẩm, sau đó lau lại bằng khăn khô. Dùng hóa chất chuyên dụng và mút mềm đánh nắp cây gạt tàn, lau sạch hóa chất bằng khăn ẩm, sau đó lau lại bằng khăn khô. Lồng túi rác mới, vệ sinh cát sạch gạt tàn thuốc. Chú ý, nếu cát đen thì thay cát mới. Yêu cầu sau khi làm sạch, gạt tàn sạch, bóng, không vết lau. Mong rằng những chia sẻ trên đây của tôi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.